Từ ngày 31 tháng 5 cho đến ngày 3 tháng 10 năm 2018, quý khán giả có thể tham gia chương trình chỉ với 3 bước đơn giản gồm mua sắm, tích lũy tem và cuối cùng là đổi quà. Đầu tiên, khi mua sắm trong khu tự chọn của hệ thống Coop Max, Coop Extra, Coop Food, Coop Smile, Cheers hoặc là kênh mua sắm HTV Coop, với 200.000 đồng của hóa đơn, quý khán giả sẽ nhận một tem tích lũy tương ứng. Khi tích lũy đủ số tem kết hợp với tiền mặt, quý khán giả có thể đến Coop Max và Coop Extra để đổi quà là những sản phẩm dao cao cấp của Vivo độc quyền cho Sài Gòn Coop. Ngoài tem giấy, quý vị cũng có thể tích tem điện tử thông qua ứng dụng được tải về từ App Store và Google Play. Để tìm hiểu thông tin chi tiết của chương trình, quý khán giả có thể truy cập vào website của Coop Max.